Bạn trở lại với radio cùng bạn. Trong số lần này mình giới thiệu cho các bạn một cái review nhỏ về cái máy Severin này. Thì đây là một cái hãng của Đức có hơn 100 năm tuổi rồi các bạn. Tuy nhiên thì người Việt mình thì cũng ít người biết tới cái hãng này. Thì cái máy ép trái cây này rất là đơn giản. Khi mà các bạn mua về thì các bạn phải tự lắp ráp. Thì những cái này đầu tiên là cái máy này thì mình mua đã là cũng khoảng 6 tháng rồi. Thì khi các bạn mua về thì những cái này nó sẽ không có như vậy, thì các bạn sẽ tự lắp ráp rất là đơn giản. Nó là cái thân máy như thế này, sau đó các bạn lắp cái này vào. Các bạn lắp cái này vào rồi sau đó thì các bạn sẽ, đây là cái đồ để tí nữa mình hứng cái nước trái cây đó các bạn. Và sau đó thì các bạn tự lắp cái này vào. Thì cái này thì các bạn phải bỏ vào đây cho nó khớp với cái khuôn này được. Rồi sau đó thì các bạn phải đây là cái đồ mà để hồi nữa các bạn đẩy cái trái cây nước cái loại trái cây xuống á. Rồi sau đó các bạn đẩy vào. Rồi sau khi các bạn đẩy vào rồi á, thì các bạn phải lấy cái này đây. Thì các bạn đó, để cố định cái máy. Sau đó thì các bạn mới bỏ cái này vào. Thì ở đây thì mình có một số loại cần tay. Thì cần tay mình đã sắc nhỏ ra rồi. Thì nếu mà chưa sắc thì các bạn sẽ thấy nó sẽ to như thế này. Thì bây giờ mình chuẩn bị để đưa cái cần tay vào ha. Thì các bạn cứ bỏ vừa vừa thôi, chứ đừng có đầy quá. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ bật nút lên. Thì cái nút ở đây các bạn thấy là nó có tới nó có một cái nút bên trái là hơi nhẹ thôi. Còn cái nút thì là cái mức rất là mạnh hơn. Thì khi trước khi bỏ thì các bạn đừng quên bỏ cái này để hứng nha. Cái này thì rất là đơn giản. Đây, các bạn đẩy là như thế này. Rồi sau đó các bạn để cái này vào đây để hứng cái nước. Rồi sau đó các bạn đưa cái máy vào. Thì chú ý là đưa cái rãnh này nè các bạn. Cái rãnh này phải khớp với cái chỗ này. Đây, cái rãnh này các bạn đưa vào. Rồi sau đó các bạn bấm, mình bấm độ 1 hay 2, độ 2 thì nó hơi mạnh. Thì nước nó bắt đầu đi ra. Thì khi mà các bạn thấy cái máy nó chạy hơi chậm thì các bạn chuyển qua độ 2. Thì lúc này nó sẽ nhanh hơn. Sau khi mà đây là cái nước cần tay các bạn, thì có thể là trong quá trình làm thì những cái loại rau củ đặc biệt là cần tay các bạn không, thì nó có những cái sợi sơ như thế này nè, cho nên khi các bạn làm thì nó sẽ bị vướng một chút. Cho nên trong quá trình làm thì các bạn có thể dùng đôi đũa hoặc là cái gì đó nhọn nhọn đó, các bạn khuấy lên một chút để cho nó dễ cà nhuyễn hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ làm lại thôi. Nhớ là lưu ý cái này các bạn bỏ vào đúng vị trí ha. Ok, thì mình sẽ tắt cái máy một chút bởi vì cái tiếng này nó ồn lắm. Có một cái lưu ý là khi mà các bạn bỏ thật là nhiều vào á, ví dụ như bây giờ mình bỏ vào như thế này, thì các bạn lưu ý ha, thì thay vì các bạn đẩy một cái lực rất là mạnh, thì nhiều người nghĩ là cứ ấn thật là mạnh vào thì sẽ nhanh hơn, nhưng mà không đúng nhé. Mình thử cho các bạn coi, bây giờ mình bỏ độ 2 nhé. Đây, thì khi mà mình bật cái nút lên đó thì mình sẽ ấn nhẹ một cái, rồi sau đó mình sẽ nhấc cái này lên một chút để mình tạo cho nó có cái không khí đó. Thì nó sẽ nhanh hơn các bạn xem nhé. Như thế này. Rồi sau đó mình nhấc nó lên một chút. Rồi, cho nó có một chút không khí các bạn. Rồi sau đó mình ấn xuống là toàn bộ những cái nước nó đã ra bên ngoài hết rồi các bạn. Thì mình đã làm toàn bộ cái cần tây này, thì cái cần tây này cũng phải 700 gram á. Thì 700 gram thì làm được có nhiêu đây nước rồi các bạn, nước ép. Và cần tây thì rất là dễ trồng. Khi mà các bạn chặt thì các bạn giữ lại cái này nè, sau đó các bạn cho nó xuống đất thì nó mọc lên cây mới thôi. Và cái cần tây này nó sống được qua mùa đông của Đức luôn các bạn. Mình trồng một vài cái ở trong vườn rồi thì trời ơi, nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều luôn á. Nó không có bị chết bởi mùa đông. Có nhiều cái nhiều quá mình phải bỏ đi bớt á. Nói chung là rất dễ trồng. Nếu mà bạn nào muốn trồng ở nhà rồi
để có cái thường xuyên, để cái này mình bỏ vào làm súp cũng được. Thì các bạn có thể là khi mà các bạn chặt á, nhớ chưa là cái này mà cho xuống đất. Đây, đây là một cái cần tây mà mình chưa có chặt ra đó các bạn. Thì hồi nãy mình định chặt ra nhưng mà bây giờ mình chặt hẳn nó luôn đi cho các bạn thấy. Thì các bạn chừa lại một cái gốc này, khoảng chừng hơn một mắt tay thì các bạn có thể trồng được. Chặt ra như thế này rồi thì các bạn có thể trồng được, đem xuống đất và các bạn trồng. Cái này thì các bạn phải rửa lại bởi vì nó rất là dơ. Ở Đức thì cái này thì người y một cái cây to như thế này thì giá tầm 1 euro đến 1,5 euro thôi các bạn, tức là khoảng 30.000 tiền Việt Nam thôi. Cần tây thì khá khó là khó uống lắm các bạn, cái vị nó không có ngon gì cho lắm đâu. Lúc giai đoạn đầu mình uống thì mình cũng chưa có quen. Thì các bạn thấy là khi các bạn đổ ra thì các bạn nên mở cái nắp này ra, bởi vì nếu mà cái nắp này nó chắn ở phía trước á, thì khi các bạn đổ ra nó rất là dễ bị văng nước. Thì mình mở ra thì mình sẽ cho vào cái ly. Cái màu của cần tây rất là đẹp các bạn, đây đây các bạn thấy không đẹp. Thì một ly như vậy thì các bạn nên uống vào buổi sáng. Và cái miếng thơm thì khi mà mình bỏ vào cái máy thì nó sẽ như thế nào, thì cái miếng thơm thì các bạn cũng cũng xắt nhỏ ra rồi các bạn cho vào thôi. Và cái này thì các bạn có thể cho nhiều được. Chỉ bên này mua mua thơm á các bạn rất là cực, bởi vì là các bạn phải tự gọt vỏ rồi tự làm hết. Chứ còn trong siêu thị cũng có những cái người ta gọt vỏ sẵn, nhưng mà thứ nhất là nó không biết là nó bảo quản thế nào đó, mà mình mua mấy lần về mình thấy nó không có ngon. Cái thứ hai nữa là họ gọt xong rồi cái giá thành tất nhiên nó sẽ cao hơn, rồi mình thấy cũng không có đáng. Và các bạn có thể là mua về và tự gọt. Rồi bây giờ mình làm thử với miếng thơm ha. Thì mình đã bỏ vào rồi, thì đối với miếng thơm thì các bạn chỉ cần bật tốc độ 1 là được, bởi vì thơm rất là mềm, nó sẽ rất là nhanh. Đây các bạn thấy không? Thì nước thơm thì các bạn có thể thấy là nó rất là ít, cả nửa trái thơm mà mình làm được chỉ có nhiêu đây thôi. Và nước thơm nó đặc hơn so là cái nước của cần tây. Nước cần tây thì các bạn uống giống như uống nước vậy đó, nó không có bị đặc, còn nhưng mà nước thơm thì rất là đặc các bạn. Rồi bây giờ mình vừa làm xong thêm một bó cần tây nữa, thì cái này mình được cũng khá là nhiều nước ha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để tháo cái máy ra, là để là vệ sinh cái máy sau khi mà các bạn đã làm nước trái cây xong đó. Thì cái cách tháo thì cũng rất là đơn giản, nhưng mà các bạn biết không, lúc mà mình mới mua về là mình cũng mò mẫm lắm. Đầu tiên thì để an toàn thì các bạn phải mở mở cái điện ra ha, mở cái cặp điện ra. Rồi thì sau đó các bạn nên cho vào một cái khay, cái máy vào cái khay. Bởi vì khi các bạn mở ra như vậy á, thì nó khá là dơ, cho nên nếu mà không có cái gì lót ở phía dưới á thì sợ là nó sẽ văng tùm lum hết. Đầu tiên là các bạn mở cái này ra thì cứ kéo nhẹ ra phía trước thôi, kéo ra hai bên, từ hai bên các bạn đẩy xuống là ra. Rồi sau đó các bạn mở từ từ, mở cái này ra trước. Các bạn thấy không, cái này tí nó bỏ xuống nước, các bạn dùng một cái đầu chùi, các bạn chùi để nó ra hết. Sau đó thì mình để cái này vào một bên ha, để chim nó chiếm chỗ quá. Thì các bạn phải mở từ từ, mở từ từ. Đây các bạn thấy không, đây là những cái cần tây á. Thì cái xác cần tây này thì các bạn đừng có bỏ uổng, mình thường thì mình lấy mình mà làm phân bón cho cây ở trong vườn để các bạn. Đây các bạn thấy, làm sau đó thì các bạn nhấc cái này lên, nhấc cái này lên thì các bạn sẽ lấy được cái này ra. Thì trong này thì các bạn thấy không, đây đặt rất là nhiều cần tây. Thì những cái cần tây này thì các bạn có thể là dùng để bón phân, làm phân cho cây. Rồi cái xác cần tây này, và cái khâu này mới là khó này các bạn, để mở cái này ra nè. Đây thì các bạn sẽ xoay một đường từ thế này, các bạn xoay theo cái đường này thì các bạn sẽ mở được. Rồi thì sau đó thì thường thì các bạn phải ngâm cái này vào nước. Thì mình đã chuẩn bị một thau nước, mình ngâm vào. Còn cái này thì một chút nữa thì mình cũng phải mở ra, mình mở ra luôn đây các bạn. Mình mở ra và mình phải cho vào nước để rửa cho nó sạch.
Thì cái máy thì tất nhiên là các bạn không được rửa rồi, thì khi các bạn làm thì nước nó sẽ bị chảy vào đây nè, thì các bạn đổ ra, sau đó các bạn dùng khăn á các bạn lau sạch là được, chứ các bạn không được rửa cái máy, bởi cái máy này là rửa là nó sẽ hư cho các bạn đó. Thì có một điều quan trọng là các bạn phải nhớ là khi các bạn mua thì các bạn sẽ có cái thanh này, thì cái này quan trọng các bạn đừng đừng có làm mất ha. Thì cái này á, nếu mà các bạn làm mất á, các bạn mua lại một cái khác thì sẽ khó tìm được một cái giống như vậy lắm. Thì cái này á, mình cái đầu của nó khá là đặc biệt các bạn, bởi vì là cái này thì các bạn có thể chùi sạch được những cái thanh hai bên như thế này. Mình đã thử những cái cây chùi khác rồi nhưng mà nó không có thể chùi sạch được tất cả những cái hai bên, những cái dơ mà bám hai bên như thế này các bạn. Thì với cái thanh này thì các bạn có thể dễ dàng chùi, đây là các bạn thấy không, chùi được hai cái bề mặt bề trong luôn, sẽ dễ dàng chùi sạch hơn là nếu mà các bạn dùng một cái đồ chùi khác mà không phải là của cái hãng, của chính hãng á, thì rất là khó. Mình đã thử mấy cái khác rồi, có một lần mình để chỗ này mình làm mất cái này đâu đó, mình để đâu mình quên, cái xong mình dùng cái khác mình chùi thì nó không sạch hết mà rô tốn nhiều thời gian hơn. Còn nếu bạn dùng cái này thì chùi rất là nhanh. Thì nói chung á, là nhận xét về cái máy này thì mình thấy đây là một cái máy, thứ nhất là giá giá tiền thì coi như là cũng rẻ, cái thứ hai là cũng bền, và đây là một cái hãng nổi tiếng. Nói chung là các mẹ mà có con nhỏ thì nên mua, có một cái trong nhà để tiện, để làm chai nước trái cây cho cả nhà. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.